ở đằng này vệ sinh ở đâu không? Đây, đây, góc người với anh đi hết góc đi đấy là cánh đồng. Đây, cái kia xung quanh. Đó. Đây, để khoảng. Hai đứa nhìn quả quả thua rồi. Nghe này nhìn cái kia đấy rồi. Giới thiệu trận thi đấu trên 85 kg, Đô Nguyễn Văn Thể, Nghệ An, khối đỏ. Đô Trần Văn Tuấn, Vĩnh Phúc, khối xanh. Hai đô bà sới. Hai đô xe này. Mở trọng tài tung trước khi công bố kèo vật thì tôi phân tích như thế này là sau khi đua giữa đô hai đô vào tranh tay khố của nhau vào đô khố đỏ thì đã dùng tay cánh lốc cánh đô khố xanh dùng một cái lực rất mạnh mà đô khố xanh coi là bung lên và đã ngã ngửa rồi. Như vậy ở lúc 1 phút 03 giây đô khố đỏ Nghệ An thắng